sinh vật thần thoại bí ẩn được camera vô tình quay lại. Hai người đàn ông khi đang đánh cá ở ven bờ sông Texas của Mỹ đã sửng sốt khi nhìn thấy một sinh vật kỳ bí có hình dạng nửa giống chó, nửa giống người. Nó đứng thẳng người lên bằng hai chân sau. Sau khi đoạn video được chia sẻ thì người ta đã đoán rằng đó có thể là quái vật Bigfoot trong truyền thuyết. Vậy sự thật thì đó là con vật gì? Và còn những sinh vật thần thoại bí ẩn được người ta vô tình ghi lại nào nữa hay không? Hãy cùng khám phá ngay và luôn các bạn nha! Thoại người cá sấu. Có thể bạn đã rất nhiều lần nghe đến người cá hoặc là nàng tiên cá, chứ người cá sấu thì có khi là chưa nghe qua bao giờ. Và nhìn vào hình ảnh người cá sấu này thì chắc hẳn bạn sẽ không tin được và rất có thể cho rằng đây là sản phẩm do ai đó rảnh rỗi tạo ra. Tuy nhiên đó lại là sinh vật hoàn toàn có thật. Chuyện là vào năm 1967, ông Junior Marsh, chủ bảo tàng Marsh Free ở Long Beach, Washington, đã mua lại xác sinh vật này qua một người buôn đồ cổ với giá là $750 và đặt tên cho cái xác khô này là Jack. Tuy nhiên, đưa Jack về bảo tàng, ông Mars cũng không ngờ rằng lại có nhiều câu chuyện hay ho về sinh vật này đến như vậy, đặc biệt là qua lời kể của khách tham quan. Theo như lời kể thì sinh vật này nửa trên có đầu giống người, còn nửa cơ thể dưới thân lại giống một loài bò sát. Nó đã bị bắt sống khi đang nằm phơi nắng gần khu vực đầm lầy Big Cypress. Thời còn sống, nó từng gây chú ý khi giao lưu với con người trong một số lễ hội, thậm chí nó còn mặc váy dài lượt thượt và xuất hiện thường xuyên trong một câu lạc bộ ở San Francisco dưới cái tên người cá mini. Sự kiện này cũng đã từng gây sốt khắp các trang báo lúc bấy giờ và tất nhiên là cả các nhà khoa học. Sau khi đi sâu và tìm hiểu và nghiên cứu, các nhà khoa học cũng bất ngờ trước hộp sọ của nó, bộ não bên trong cũng to ngang ngửa với bộ não người. Quái vật nửa người nửa chó. Vào năm 2019, một sinh vật kỳ bí có hình dạng nửa giống chó nửa giống người xuất hiện tại ven bờ một sông Texas ở Mỹ đã khiến cho nhóm ngư dân một phen hoảng hốt. Theo một tờ báo đưa tin, thì đoạn clip này được ghi lại tại San Benito, mở đầu bằng cảnh hai người đánh cá đang chạy dọc bờ sông để theo dõi sinh vật kỳ bí, con vật di chuyển bằng bốn chân, tiến đến mép sông để uống nước. Giây lát sau, con vật dường như đã nhận thấy sự hiện diện của hai người ngư dân ở bên kia sông và nó đã đứng thẳng lên bằng hai chân sau. Quá là sửng sốt, người đàn ông đang quay clip phải thốt lên, "Quỷ thần ơi, tôi quay được hình ảnh nó rồi." Người bạn của tôi cũng kinh ngạc, sau đó sinh vật nửa người nửa chó này lẩn vào đám cỏ đằng sau, bỏ mặc hai người đàn ông tiếp tục thốt lên ngỡ ngàng. Sau khi đoạn video này được đăng lên YouTube với dòng chú thích, sinh vật chó lai người bị ghi hình, ngay lập tức thì rất nhiều người đã kéo nhau vào bình luận. Người ta đoán rằng đó có thể là quái vật Bigfoot trong truyền thuyết của người dân địa phương ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Một số người tuyên bố chạm trán sinh vật bí ẩn này. Họ thường miêu tả Bigfoot có hình hài giống con vượn, lông lá thì đầy người, cao khoảng từ 2 tới 3 mét và có bàn chân với kích thước khổng lồ. Đặc biệt thì nó đứng thẳng như người. Đã có rất nhiều báo cáo của các nhân chứng cho hay nhìn thấy sinh vật bí ẩn này ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó nhiều nhất chính là ở nước Mỹ. Một trong những câu chuyện đáng chú ý về quái vật huyền thoại Bigfoot là của cựu chiến binh Thomas Byer. Vào tháng 3 năm 2011, khi đang lái xe ở vùng ngoại ô thuộc hạt Rutherford, bang Carolina, ông Thomas đã bất ngờ nhìn thấy một con vật thân hình đầy lông lá như là đười ươi, hai sải tay thì dang rộng, mình đầy lông màu hung, không có đuôi và răng lớn. Theo miêu tả của ông Thomas, con vật bí ẩn này nặng khoảng hơn 100 cân, có thân hình khổng lồ và rất chi là hung dữ. Ông vẫn còn nhớ rõ sinh vật huyền thoại này có mùi hôi như là mùi của chồn vậy. Về video nửa người nửa chó này thì rất nhiều người bày tỏ tin tưởng video này là thật chứ không có hề giả mạo. Nhưng nhiều người cho rằng video thì là thật nhưng con vật trong video nó chỉ đơn thuần là một con gấu nâu mà thôi. Vậy thì còn các bạn thì sao? Hãy tua lại xem thật kỹ đoạn video đó rồi comment xuống cho chúng mình biết rốt cuộc thì đối tượng trong video là sinh vật nửa người nửa chó hay là gấu nâu các bạn nha. Siren Head. Siren Head hay còn gọi là quái vật đầu loa, nó được biết đến là một loài quái vật hung hãn và được nhà văn kinh dị người Canada Trevor Henderson kể trong tuyển tập của mình. Theo truyền thuyết của ông, Siren Head là quái vật ăn thịt rất chi là hung dữ và dường như có một trí thông minh khi lợi dụng dáng hình ngụy trang thành cây cối trong rừng. Nó bắt chước âm thanh giọng nói để thu hút con mồi. Nó cao hơn 10 mét, phủ trên mình là một bộ da khô và nhăn như một xác ướp, với phần đầu được gắn hai cái loa phát thanh. Và theo lời kể, thì nó dùng hai bộ phận hình loa gắn trên đầu để phát ra những âm thanh khác nhau, nghe rất chi là nhói tai và khó chịu. Chẳng hạn như là tiếng đài radio rè, còi hú, những âm thanh ở tần số cao có thể gây hỏng thính giác. Lần đầu tiên nó xuất hiện là ở một bức ảnh trên trang cá nhân của Trevor Henderson. Và kể từ đó thì có nhiều hình ảnh được cho là có thực về Siren Head bắt đầu nổi lên khắp mọi nơi trên thế giới.
Cụ thể là một YouTuber khá nổi tiếng có tên là Shamedy đã đăng tải một video ghi lại cảnh anh đang cùng một người bạn du ngoạn ở trên một cánh đồng. Khi đó anh đã sử dụng một chiếc flycam để khám phá xung quanh và ngỡ ngàng khi một chú quái vật đầu loa đã lọt vào camera, khiến hai anh chàng này vô cùng hoảng sợ. Nhưng nhờ sự xuất hiện của quái vật này mà video của anh đã thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, một tài khoản YouTuber khác có tên là X71N cũng đưa ra bằng chứng tìm được quái vật đầu loa. Bằng chứng là một video rất là đáng sợ với hình ảnh siren head cao lêu nghêu không nhầm vào đâu được. Trong đoạn video đầu tiên, anh chàng đã không may bị hỏng điện thoại trong khi quái vật này đang đứng ngay trước mắt. Thế nhưng video sau này thì tài khoản YouTuber này không còn cập nhật thêm bất kỳ thông tin mới nào nữa, và lý do cho sự biến mất này vẫn là một câu hỏi chưa được giải đáp. Loài rồng. Không biết các bạn có để ý hay không, trong 12 con giáp thì có 11 con là những con thông thường, rất là thân thuộc với con người như là chó mèo hay là lợn gà v.v. Nhưng riêng con rồng thì lại là một sinh vật bí ẩn, được cho là không tồn tại trong thế giới hiện thực, chỉ là sinh vật huyền ảo tưởng tượng mà thôi. Nhưng mà có một điều đáng kinh ngạc là từ xưa đến nay, tại khắp các quốc gia phương Đông và một số quốc gia cận kề, dù là ở đâu trong miếu thờ, cung điện, sách vở, hội họa hay là điêu khắc, thì hình tượng con rồng đều được mô tả giống như nhau. Hơn nữa rất là chi tiết, tỉ mỉ và rõ ràng, với sừng giống như sừng của con hươu, vảy giống như vảy của cá chép, móng vuốt của nó giống như móng vuốt của chim ưng, còn thân lại giống như là thân rắn. Vào năm 2013 ở Anh thì rất nhiều người đã thực sự trông thấy một con rồng bay lượn ở khoảng cách rất gần với mặt đất, cảm giác như nó có thể sa xuống và bắt lấy chúng ta ngay lập tức. Clip này ngay sau đó đã được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người đã xác nhận rằng tận mắt trông thấy con rồng tại thời điểm đó rồi. Một loài sinh vật tưởng như là hư ảo này nhưng lại hiện ra rất chân thật như vậy, khiến cho con người vừa tò mò lại vừa hoài nghi. Quay trở về thời cổ đại thì lại càng có nhiều những câu chuyện và ghi chép về việc rồng xuất hiện ở nhân gian. Trong cuốn Hoa Dương Quốc Chí ghi chép lịch sử từ thời Hán đến thời Tần có viết rằng, vào năm Kiến An thứ 24 thuộc triều Đông Hán, có một con rồng vàng xuất hiện ở Xích Thủy, Vũ Dương. Nó đã ở đó trong suốt 9 ngày rồi mới rời đi. Về sau thì một đền thờ và một bia đá được dựng lên trong đền thờ để ghi lại sự xuất hiện của con rồng này. Các sách lịch sử địa phương của triều Minh và triều Thanh cũng có chép những trường hợp nhìn thấy rồng. Theo ký sự về Thiên Triều Lâm An, năm Sùng Trinh thứ 4, một con rồng lớn đã được nhìn thấy trên hồ Kỳ Long, phía đông Nam, huyện Thạch Bình, tỉnh Vân Nam. Bản ghi chép đã viết rằng râu, chân và vảy của con rồng nổi trên mặt nước và con rồng dài khoảng vài chục mét. Con rồng này có thể đã xuất hiện rất nhiều lần ở núi Long Sơn và hồ Kỳ Long, do đó tên của những địa danh này cũng gắn liền với loài rồng. Người cổ đại cho rằng rồng là loài vật có khả năng ẩn hình, trừ khi chúng nguyện ý hiện hình cho con người chứng kiến, ngoài ra thì con người sẽ không có khả năng nhìn thấy chúng. Cho nên người xưa tin rằng mỗi lần rồng xuất hiện thì sẽ có đại biến đổi ở thế gian, nên sự xuất hiện đó sẽ được ghi chép lại. Và hoàng đế dân chúng thời đó cũng tổ chức lễ tế trời đất để tỏ lòng kính ngưỡng của mình. Kỳ thực thì đã có rất nhiều bằng chứng về sự tồn tại của loài rồng. Từ năm 1996, Trung Quốc đã phát hiện hóa thạch rồng ở thành phố An Thuận, Quý Châu. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy bộ xương hóa thạch nguyên vẹn của một con rồng với sừng nhọn, mũi to và hếch lên giống hệt với những con rồng trong chuyện dân gian. Hóa thạch này còn khá là nguyên vẹn với 7,6 mét chiều dài, sừng nhọn nhô lên từ đỉnh đầu, mỗi chiếc dài 27 cm, hơi cong và hơi nghiêng như trong truyền thuyết. Hóa thạch này cũng là một chứng cứ quan trọng giúp các nhà khảo cổ tìm ra nguồn gốc của loài rồng, một loài tưởng chừng như chỉ có trong thần thoại. Thiên thần. Nhắc tới thiên thần thì hình dung trong mỗi chúng ta đó là một vầng hào quang chói lòa, một vị sứ giả với đôi cánh trắng bay tới và cứu giúp loài người. Họ sẽ xuất hiện khi trong tâm chúng ta vẫn còn lưu giữ thiện niệm. Thiên thần sẽ giúp ta vượt qua khó khăn. Và bàn về vấn đề thiên thần có thực sự tồn tại hay không thì có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề này. Tuy nhiên, có một câu chuyện xảy ra vào năm 2008 tại bang North Carolina của Mỹ rất có thể sẽ giúp cho chúng ta có một góc nhìn đa chiều hơn về điều này. Đó là một phụ nữ có tên là Colleen Barton. Bà đã thẳng thừng tuyên bố rằng thiên thần đã chữa lành bệnh cho con gái của bà, và tuyên bố của bà khiến nhiều người chấn động. Phần thì cảm thấy kinh ngạc khó tin, phần thì lại cảm thấy đây thực sự là một điều thần kỳ. Chuyện là Chelsea, con gái của bà, đang bị bệnh rất chi là nặng, lá phổi trái gần như bị hủy hoại hoàn toàn và phải duy trì sự sống nhờ vào máy hỗ trợ hô hấp. Và bà Barton cũng đã sẵn sàng đón nhận những gì xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng rồi một ngày, bỗng nhiên có một vật sáng xuất hiện khi mọi người xem lại băng ghi hình của camera đặt trong phòng bệnh, và ai ai cũng phải công nhận rằng đó là sự thực. Và điều khiến cho cả gia đình và bệnh viện đều sững sờ là sau đó Chelsea đã có thể tự hô hấp bằng chính lá phổi và sức lực của mình. Và ai cũng tin rằng cô bé đã trở về từ cõi chết bằng một phép màu.
Nhưng mà những trường hợp chia sẻ về sự tồn tại của thiên thần vẫn chưa dừng lại ở đó. Một nhân chứng khác kể về thiên thần đó là câu chuyện của một thượng nghị sĩ Mỹ có tên là Mark Kerr. Sau 28 năm tranh đấu trên trường chính trị, đến năm 2012 thì ông bắt đầu rơi vào cơn đột quỵ. Khi ấy trên giường bệnh, ông đã quả quyết rằng mình đã gặp một trải nghiệm khó tin, đó chính là gặp được thiên thần. Theo lời của ông kể lại thì ông đã nhìn thấy một đường hầm tối có ánh sáng chói lòa ở phía cuối. Từ vầng hào quang, một thiên thần xuất hiện đi tới chân giường bệnh của ông và hỏi: "Ông có muốn đến với thế giới của chúng tôi hay không?" Nhiều người cho rằng rất có thể ông đã gặp vấn đề gì về trí não. Tuy nhiên thì các bác sĩ trực tiếp điều trị cho ông khẳng định rằng tâm trí và suy nghĩ của ông hoàn toàn bình thường. Quỷ bay ở Jersey. Quỷ bay ở Jersey hay quỷ Jersey là một sinh vật được cho là đã xuất hiện ở Pine Barren, miền nam New Jersey của Hoa Kỳ. Cùng với đó là hàng loạt những truyền thuyết được đồn thổi từ những năm 1800 cho đến tận thế kỷ 20. Sinh vật này thường được miêu tả như một con chim với đôi chân móng guốc, có cánh rơi và đầu ngựa sừng dê. Qua nhiều thế kỷ, truyền thuyết về quỷ bay Jersey chứa đựng rất nhiều chi tiết ma mị, huyền bí, khiến cho nhiều người cảm thấy thật là khó tin. Tuy nhiên, thì đã có không ít những tài liệu ghi chép lại việc nhiều người tận mắt nhìn thấy con quái vật đáng sợ này. Vào đầu thế kỷ 19, một đại tá mang tên Stephen Decatur khi đang thử súng đại bác trên những chiếc thuyền trong hạm đội thì nhìn thấy một sinh vật bay rất kỳ lạ, trông hệt như là một con ngựa bay lượn trên bầu trời. Ông lập tức giương súng lên bắn, mặc dù đã cho hạm đội bắn đại bác vào sinh vật này, viên đạn trúng vào con vật nhưng nó vẫn né được những viên đạn và biến mất. Vào khoảng năm 1859 đến năm 1894, nhiều người còn được chứng kiến tận mắt con ngựa bay này. Thậm chí một doanh nhân khi đi thăm vùng Pine Barren ở thành phố New York đã chụp được hình con ngựa bay kỳ bí. Tuy nhiên, từ 16 đến 23 tháng 1 năm 1909, con ngựa bay lại xuất hiện liên tiếp ở phía nam New Jersey và Philadelphia. Hơn 1.000 người tận mắt nhìn thấy con vật kỳ lạ này. Đây cũng là lần nó xuất hiện được nhiều người trông thấy nhất. Các nhà nghiên cứu cho rằng các báo cáo và dấu vết về con quái vật này thuộc một loài chim lớn hoặc động vật nào đó của các vùng lân cận New Jersey. Tuy nhiên, giả thuyết gây nhiều tranh cãi nhất rằng nó là một con quái vật dự báo chiến tranh, có vẻ như nó chỉ xuất hiện ở những nơi sắp xảy ra chiến trận, ví dụ như cuộc nội chiến của Mỹ vào năm 1861 đến năm 1865, trước cuộc chiến Mỹ-Tây Ban Nha, Thế chiến thứ nhất cũng như Thế chiến thứ hai. Những cư dân ở New Jersey cũng nghe thấy tiếng kêu của một loài thú trên mái nhà của họ. Vào năm 1941, ngay trước trận Trân Châu Cảng khủng khiếp, người ta cũng nhìn thấy nó xuất hiện.